Xin chào tất cả các bạn, xin tự giới thiệu tôi là bác sĩ Phan Tiến Hoài, là bác sĩ chuyên khoa cấy ghép implant và phục hình răng sứ tại hệ thống nha khoa Lạc Việt Intech. Rất vui khi có mặt trong ngày hôm nay để giới thiệu với các bạn cái cây lâm sàng mà đã thực hiện trên hệ thống nha khoa của chúng tôi. Thì xin mời tất cả các bạn cùng với theo tôi đi đến cái cây lâm sàng của ngày hôm nay. Khách hàng đến với chúng tôi với cái tình trạng là bị đau nhức một cái răng hàm ở phía bên tay trái, làm cho khách hàng khó chịu, không ăn nhai được. Thì khi tới với nha khoa chúng tôi thì chúng tôi đã tiến hành thăm khám, thì nhận thấy thì khách hàng có một cái răng hàm trên ở phía bên tay trái là có cái tình trạng là lung lay. Sau đó thì chúng tôi đã tiến hành chụp cái phim CT cong beam để đánh giá thêm cái tình trạng. Thì đây là cái hình ảnh cái phim CT của khách hàng được chúng tôi sau khi chúng tôi chụp, thì nhận thấy thì khách hàng có một cái răng hàm, đấy là cái răng 26. Cái răng này của khách hàng thì có cái tình trạng là viêm nhiễm, tiêu hết cái xương ở xung quanh cái chân răng này. Đấy, thì đây là cái bệnh lý quanh răng, tức là cái răng này bị cái bệnh lý viêm quanh răng. Và cái nguyên nhân gây đau chính là cái bệnh lý này. Thông thường thì cái bệnh lý viêm quanh răng này có nguyên nhân chủ yếu là do cái tình trạng cao răng mảng bám. Nó dẫn đến cái việc là xương hàm xung quanh cái chân răng nó bị tiêu dần mà chúng ta sẽ không cảm nhận được. Đến lúc mà chúng ta có những cái biểu hiện như là răng lung lay hay là đau nhức thì đến lúc đấy gần như những cái răng này không thể nào giữ được nữa. Thì sau khi thăm khám lâm sàng kết hợp với việc là chụp phim CT đánh giá thì chúng tôi đưa ra cái chỉ định là tiến hành nhổ bỏ cái răng 26 này. Thì đồng thời ngoài ra thì khách hàng cũng có một cái vấn đề nữa, đấy là khách hàng còn cái răng 28. Thì đây là cái vị trí răng 28. Thì thông thường thì trên một cái cung răng thì cái răng số 8 gần như nó không có cái chức năng ăn nhai gì nhiều, và chúng tôi cũng đưa ra kế hoạch là sẽ nhổ bỏ luôn cái chân răng 28 này. Do cái tình trạng cái xương hàm của khách hàng tại cái vị trí này ở cái thời điểm hiện tại là cái tình trạng tiêu xương rất lớn, chính vì vậy mà chúng tôi sẽ có cái kế hoạch là nhổ cái răng này trước, và sau đó tầm khoảng 3 tháng sau thì chúng tôi sẽ tiến hành đặt hai cái trụ implant để thay thế vào cái vị trí răng 26 là cái vị trí mà chúng tôi tiến hành nhổ bỏ, và cái răng 27 là cái vị trí mà khách hàng đã mất răng ở trước đấy. Đây là cái vị trí răng 27 là khách hàng đã mất trước đấy. Thì nói qua một tí nữa về những cái vấn đề của khách hàng trên cái phim này. Thì trước đấy khách hàng cũng có mất cái răng 16, 17. Thì cái răng này thì đã được chúng tôi tiến hành đặt cái trụ implant cách đây trước đó khoảng 3 tháng. Và bây giờ sẽ đến cái giai đoạn phục hình răng sứ. Ở phía bên cạnh thì khách hàng có cái vị trí răng 15 và cái răng 16 là đã được bọc những cái răng sứ. Và phía bên dưới tại cái vị trí răng 3, khách hàng có một cái răng, mất một cái răng 36 và được làm một cái cầu răng từ răng 35 đến răng 37. Thì cái cầu răng này khách hàng đang sử dụng. Tuy nhiên thì thông thường thì những cái trường hợp mà mình làm cái cầu răng sứ như thế này thì nó vẫn sẽ có cái nguy cơ là làm giảm tuổi thọ những cái răng bên cạnh, và tương lai khi có vấn đề thì chúng ta cũng sẽ phải tiến hành loại bỏ cái cầu này và thay thế cái vị trí răng mất này bằng một cái chân răng implant, thì nó sẽ đảm bảo chức năng ăn nhai hơn. Thì sau 3 tháng thì khách hàng quay trở lại, chúng tôi sẽ tiến hành chụp lại một cái phim CT để đánh giá lại cái tình trạng xương hàm và tiến hành cái quá trình phẫu thuật cấy ghép implant. Thì đây là cái hình ảnh phim CT của khách hàng sau 3 tháng nhổ răng. Thì như các bạn có thể thấy ở đây là cái vị trí ở đây là cái vị trí răng 28 chúng tôi đã tiến hành nhổ bỏ, và cái răng 26 đã nhổ bỏ. Quá trình lành thương, khám trên lâm sàng rất tốt và cái xương đã có sự hình thành. Thì chúng tôi lên cái kế hoạch là sẽ đặt hai cái trụ implant vào hai cái vị trí răng 26 và răng 27 như thế này đây. Đấy. Thì trên cái này thì tôi sẽ giải thích một xíu cho các bạn thấy. Thì đây là cái hình ảnh mà khi chúng tôi đo đạc thì các bạn có thể thấy thì cái xương hàm của bệnh nhân ở thời điểm sau khi lành thương nó chỉ có khoảng 5 mm thôi. Trong khi đó thì kế hoạch đặt trụ implant của chúng tôi thì chúng tôi sẽ đặt một cái trụ implant vào đây có chiều dài
khoảng 8 đến 10 mm. Chính vì vậy mà đối với cái trường hợp này thì chúng tôi sẽ tiến hành cái kỹ thuật là nâng xoang. Thì ở nha khoa chúng tôi thì sẽ áp dụng chủ yếu là cái kỹ thuật nâng xoang kín. Với cái kỹ thuật này thì nó sẽ có những cái ưu điểm nhiều hơn so với kỹ thuật nâng xoang hở, ở cái chỗ là nó là cái xâm lấn tối thiểu, bệnh nhân nó sẽ đỡ khó chịu trong quá trình phẫu thuật cũng như đỡ cái việc sưng đau sau khi phẫu thuật. Thì đây cũng chính là một trong những cái lợi thế ở nha khoa chúng tôi. Thì đấy là cái kế hoạch mà chúng tôi đã đề ra. Và ở trên đây thì các bạn cũng có thể thấy thì ở phía bên tay phải là cái răng 1-7, thì chúng tôi cũng đã tiến hành phục hình cái răng sứ lên bên trên cái trụ implant như thế này. Sau khi mà chúng tôi đã phân tích cái phim quang lên kế hoạch và chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật đặt hai cái trụ implant vào cho khách hàng, thì đây là cái kết quả cuối cùng mà chúng tôi có được. Đây chính là hai cái trụ implant mà chúng tôi đã đặt vào. Thì nó giống như cái kế hoạch ban đầu. Thì quá trình đặt hai cái trụ implant này diễn ra chỉ trong vòng tầm khoảng 30 phút và bệnh nhân gần như cũng không khó chịu gì hết. Và sau cái quá trình phẫu thuật thì có chăm sóc hậu phẫu thì gần như bệnh nhân cũng không có những cái cảm giác đau nhức khó chịu quá nhiều. Thì trên đây là cái ca lâm sàng cắm implant trên cái bệnh nhân có cái tình trạng là viêm quanh răng và tình trạng cái xương hàm thiếu hụt. Thì tôi xin chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể được hiểu thêm về những cái trường hợp mất răng mà do nguyên nhân bệnh quanh răng và thiếu xương buộc phải tiến hành nâng xoang. Rất hy vọng là những cái kiến thức mà tôi vừa chia sẻ đấy giúp các bạn có thể hiểu thêm và có những cái kiến thức để có thể lựa chọn cho mình những cái giải pháp điều trị tối ưu cho cái vấn đề của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái ca phân tích lâm sàng lần sau. Nha khoa Lạc Việt, chất lượng điều trị là trên hết.